Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng mẫu sản phẩm nữa là ngai thờ, ngai vách bằng chất liệu gỗ Mita được sơn son thép vàng Đài Loan. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Nội. Thì toàn bộ phần ngai thờ là chúng tôi làm bằng gỗ Mita được sơn son thép vàng và phần mặt là chúng tôi sơn màu đỏ. Đây là xưởng làm đồ thờ của chúng tôi, rất nhiều hoành phi câu đối đang được sơn phủ để bàn giao cho quý khách. Vâng, và chúng ta quay trở lại với gỗ ngai thờ bằng gỗ Mita này. Thì ngai thờ này có kích thước là 8 tấc theo như thước cổ của các cụ ngày xưa, và theo như thước mới bây giờ thì kích thước là dài 42, sâu 37 và cao 75. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu những ngai thờ cột tròn, và trong clip này chúng tôi lại giới thiệu ngai vách để quý vị có thể tham khảo hai mẫu ngai thờ đang thịnh hành nhất hiện nay trên thị trường. Quý vị ưng mẫu ngai thờ này, quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể đặt hàng online. Và đặc biệt là quý khách ở xa mà không về được thì có thể xem video qua YouTube được phát trực tiếp trên kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Hoặc quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Đồ Gỗ Hiền Lành thì nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các bạn đang xem những người thợ của chúng tôi đang sơn son thép vàng những tam cấp để bát hương. Và đây là cỗ ngai thờ ngai vách. Ngai vách này tai thì chúng tôi chạm vào dòng hóa trúc. Phía dưới là chúng tôi đục hoa mai và hoa cúc tượng trưng tứ quý bốn mùa. Và phần vách thì chúng tôi chạm phượng và nghê. Phần mặt thì chúng tôi sơn son. Khác với những cỗ ngai khác là chúng tôi phần mặt chúng tôi sơn then, tức là sơn màu đen. Phần chân thì chúng tôi đục hổ phù, dạ cá. Cỗ ngai thờ này đang được đi vào quy trình hoàn thiện cuối cùng, đó là sơn phủ để bàn giao cho quý khách được đúng ngày để lễ vào nhà thờ. Quý vị muốn đặt ngai thờ cho gia tiên hay ngai thờ cho dòng họ, quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã về đồ thờ cúng như hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối, cửa võng, khám thờ. Quý vị đăng ký kênh để xem thêm các cái video clip đồ thờ của chúng tôi tại trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Còn các bạn đang chiêm ngưỡng đây là hoành phi câu đối lòng mo. Toàn bộ chữ nho là của khách hàng đưa. Toàn bộ chữ nho là chữ lạ, không giống với các cái chữ phổ thông mà chúng tôi hay làm. Quý vị hãy cứ liên hệ cho chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.